chín loại người có cầu xin cũng tuyệt đối đừng giúp đỡ. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, việc giúp người khác luôn là một điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, không phải ai cũng xứng đáng nhận sự giúp đỡ. Cùng điểm qua 9 kiểu người sau đây bạn cần tránh xa và đừng nên giúp họ điều gì, vì lòng tốt của bạn sẽ bị phung phí đấy. Thứ nhất, người vô ơn. Mỗi người trong chúng ta đều hy vọng bản thân có thể giúp đỡ người khác. Nhưng giúp đỡ như thế nào mới được gọi là thông minh? Đừng để lao tâm lao lực giúp đỡ người khác, để rồi đến cuối cùng lại rước về một loạt những phiền phức. Một dân mạng đã chia sẻ một câu chuyện mà chính anh ta đã trải qua như sau. Tôi có một người bạn có căn nhà mãi mà không bán được. Vừa may, tôi lại quen một người bạn làm bên môi giới bất động sản và đã giới thiệu hai người bạn này với nhau. Căn nhà sau đó không những được bán đi một cách thuận lợi mà giá cả cũng rất cao, vượt quá cả mong đợi của người bạn bán nhà. Vì vậy mà trong lòng anh ta rất biết ơn tôi. Nhưng sau đó, anh bạn bán nhà kia biết được hàng xóm của mình cũng bán được nhà mà giá lại còn cao hơn căn nhà của anh ta. Anh ta bắt đầu đi khắp nơi oán trách. Căn nhà anh ta bán với giá quá thấp khiến anh ta bị lỗ nặng. Hơn thế, anh ta còn nghi ngờ tôi, một người bạn thân của anh ta, có thể đã kiếm không ít lợi từ việc này. Hàng loạt những rắc rối, phiền phức như thế này, tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta ai cũng đã từng trải qua. Bản thân luôn đem ý tốt đi giúp đỡ người khác và cũng không mong được báo đáp gì. Thế nhưng đổi lại là sự tàn nhẫn, khiến cho đối phương nghi ngờ lòng tốt của mình. Đương nhiên, khi một người ngay thẳng, hành sự công chính thì không có gì phải áy náy. Không phải sợ người ta nói này nói kia, chỉ là trong cách đối nhân xử thế, chúng ta không nên chỉ suy nghĩ một cách đơn thuần, mà phải sáng suốt xem xét, giúp đỡ một cách khôn ngoan. Như vậy mới có thể bảo vệ được chính bản thân mình. Có những người luôn tìm đến bạn khi cần giúp đỡ, nhưng sau đó lại quên sạch những gì bạn đã làm cho. Và đến khi bạn cần sự giúp đỡ, họ sẽ lảng tránh mà không nhớ chút gì về lòng tốt của chúng ta. Vậy nên tốt nhất là tránh xa những người này. Thứ hai, người chỉ biết tới tiền và phản bội mọi thứ để đạt mục đích, bất chấp đạo đức và pháp luật. Có rất nhiều người làm bất kỳ việc gì cũng chỉ vì tiền. Họ sẵn sàng đổi trắng thay đen, cũng như phản bội mọi nguyên tắc của bản thân và người khác để đạt được mục đích. Do đó, đừng ngu dại mà giúp đỡ những người như thế. Không thì một ngày nào đó, bạn cũng trở thành nạn nhân của họ đấy. Thứ ba là, người luôn muốn chiếm đoạt thành quả từ người khác. Hãy thử tưởng tượng, bạn có một người bạn làm chung, nhưng khi có kết quả tốt thì lại nhảy vào giành phần hơn thì sẽ như thế nào? Chơi với họ như chơi với hổ, thật là nguy hiểm. Cho nên đừng giúp đỡ làm gì cho mệt. Tiếp theo là người không đáng tin cậy. Có những người rất lạ lùng, khi cần giúp đỡ và đang yếu thế thì sẽ tỏ ra đáng thương để người khác quan tâm. Nhưng khi họ đang có lợi thế thì lại nhanh chóng trở mặt, cư xử tàn nhẫn với ân nhân. Tốt nhất nên tiết kiệm lòng tốt của bạn với những kiểu người như vậy nhé. Thứ năm, người không thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ nhưng mơ ước hoàn thành các mục tiêu lớn. Việc nhỏ không làm được, việc lớn chưa chắc thành công. Vậy mà vẫn có nhiều người rất hay nói về những ước mơ to tát, muốn làm, nhưng đối với những việc nhỏ nhặt thì lại lười biếng, hay bào biện và không thể hoàn thành. Bạn cũng không nên giúp đỡ những người như vậy, vì họ chỉ muốn lợi dụng bạn làm thay phần lười nhác của họ mà thôi. Thứ sáu là người thất tín, chỉ biết nói mà không làm được, ba hoa, khoác lác. Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Đối với họ, chỉ cần hứa thôi, còn làm thì tính sau. Họ sẽ tha hồ ba hoa, khoác lác về bản thân, nhưng khi cần thì sẽ không thấy tăm hơi đâu cả. Những người như thế cũng không xứng đáng nhận sự giúp đỡ đâu. Thứ bảy, những người không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của mình,
ngay cả khi đã được giúp đỡ. Có những người dường như nhận bao nhiêu sự giúp đỡ với họ cũng không đủ, dù có giúp đỡ đến đâu rồi cũng như muối bỏ bể mà thôi. Thứ 8 là những người có khả năng lao động nhưng ngại khó ngại khổ. Họ rất thích sống dựa, sống bám và tiêu hoang tiền của người khác vất vả làm được. Có một câu chuyện, mẹ sắp về hưu vẫn nuôi con cử nhân đợi việc, gây sốt mạng xã hội như sau. Sáng nay, có một chị khoảng hơn 50 tuổi gặp mình xin việc. Chị năn nỉ xin làm rửa ly, tạp vụ, dọn phòng hay cái gì cũng được. Mình nói bên mình đủ người rồi, nhưng chị cứ ngồi năn nỉ mãi. Chị nói trước đây chị làm ở một khách sạn lớn. Khách sạn đóng cửa cho nhân viên nghỉ việc từ tháng 3, tưởng chỉ một vài tháng rồi làm lại. Ai ngờ nhận được thông báo cho nghỉ luôn rồi. Vậy trước đây chị làm gì? Lương bao nhiêu? Chị làm ở trưởng bộ phận HKM, lương cũng trên 10 triệu. Trời, chị làm trưởng HK, lương cao vậy, giờ làm tạp vụ lương mấy triệu sao làm được chị? Chị cười buồn, nói: giờ biết sao em, người lớn tuổi như chị, giờ biết làm việc gì, cũng phải đi làm kiếm tiền nuôi con chứ. Vậy con chị bao nhiêu tuổi rồi, đang làm gì? Nó 24 tuổi rồi, mới ra trường cũng chưa có việc làm, giờ thấy ở nhà chơi cả ngày. Mình ngạc nhiên, nói: ủa, vậy sao con chị không xin đi làm mà chị phải khổ vậy? Chị cười nói: nó nói công việc chân tay khổ cực, nó không làm em ơi. Cũng mong mọi thứ phục hồi lại như trước để nó tìm việc làm, chứ như giờ khổ quá. Mình im lặng không nói gì nữa. Không biết có bao nhiêu bạn trẻ để mẹ mình đi làm những công việc cực khổ nuôi mình, còn bản thân mình thì chê việc kém sang. Kém sang sao mẹ mình làm? Đó là một câu chuyện được một người dùng mạng ẩn danh kể lại, đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội, đặc biệt là các mạng lưới tìm việc làm của người trẻ. Câu chuyện này đã thổi bùng lên bức xúc của nhiều người có kinh nghiệm với một bộ phận người trẻ. Không ít người có quan niệm tương tự như người con của bà mẹ nọ: thà thất nghiệp chứ nhất định không chọn làm nghề kém sang. Người trẻ không mặn mà với việc kém sang, nhưng những công việc lương cao, nhu cầu tuyển dụng lớn, hoặc là đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm, hoặc là việc bị coi là thấp kém hơn so với ngồi văn phòng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ? Như ý kiến ở trên đã đề cập, không ít người trẻ cho rằng làm những công việc chân tay là điều gì đó mang tính hạ cấp, thậm chí là khinh thường. Họ có bằng cấp và tự cho rằng việc làm ở văn phòng nhàn hạ là điều hiển nhiên, cho rằng những công việc kém sang không dành cho mình. Cuộc sống vốn là một loại đường đua sinh tồn. Nếu chỉ vì nỗi sợ và áp lực của những suy nghĩ lỗi thời giữa một xã hội cầu nệ mà bỏ qua cơ hội trải nghiệm, để mình thành kẻ thất nghiệp, phí hoài tuổi trẻ trong việc lăn tăn với nghề nghiệp, người đó đã thua từ khi chưa bắt đầu rồi. Và cuối cùng là dựng chuyện nói xấu người khác hoặc nói sai sự thật. Họ sẵn sàng thêu dệt những câu chuyện khác nhau để nhận sự thương cảm hoặc đồng cảm của mọi người, nhằm che giấu khuyết điểm, lỗi lầm của bản thân. Có một kiểu người khẩu Phật tâm xà, bề ngoài trông có vẻ là một trí thức, một người rất dịu dàng, dễ gần, nhưng lại thích nói xấu sau lưng người khác. Kiểu người hai mặt này là kiểu người khiến người khác khó chịu nhất. Họ là điển hình của kiểu người tâm cơ, thích lợi dụng, chia rẽ người khác, còn mình thì làm ngư ông đắc lợi. Loại người này tuyệt đối không được giúp đỡ, bởi người chịu thiệt thòi sẽ chỉ là bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết được họ khi nào thì sẽ đâm sau lưng bạn. Thay vào đó, hãy học cách phản kích một cách thích đáng, để họ biết rằng bạn không phải là người dễ bị bắt nạt. Nói chung, xã giao là một môn nghệ thuật. Kết bạn với những người đồng chí hướng, nhân cách tốt, cuộc sống sẽ thuận lợi. Nhưng kết bạn nhầm người sẽ chỉ khiến bạn rước họa vào thân. Đối phó với những người như vậy, cách tốt nhất là cho họ thấy bạn không phải là một người dễ động vào,
và sau đó là tránh càng xa càng tốt.